bánh xe rồi. Đây cả nhà, em ghé mua phần quà cho bà Đặng Thị Sống nha cả nhà. Đây là thùng mì ngon nha cả nhà, thùng mì Hảo Hảo với một túi gạo gồm có đường, nước tương, bột ngọt, hạt nêm cà no. Rồi, em sẽ tiến hành đi nha cả nhà. Hello, em xin tổng chào cả nhà, chào cô chú anh chị và các bạn đang xem nha. Đây là cổng chùa La Bang nha cả nhà, cổng chùa La Bang. Đây hôm nay em mua phần quà của chị Ánh Tiết Nguyễn, gồm có túi gạo, mì, đường, bột ngọt, hạt nêm cà no, nước tương nha cả nhà. Đường, bột ngọt, nước tương, hạt nêm cà no, mì, gạo đem cho bà Đặng Thị Sống. Đây là con đường vô nhà bà Đặng Thị Sống nè cả nhà. Rồi em sẽ tiến hành vào bên trong. Giờ này cũng trưa rồi, bữa nay em đi gặp bánh xe nó bể. Cả nhà thấy con đường vô không cả nhà? Con đường này rất là quen thuộc nha, em đi lần này nữa lần thứ tư rồi. Ông trời ông nắng. Ôi cái nhà ơi, bữa nay hình như thợ có làm nhà cho bà cụ gì. Đây cả nhà. Ô bà cụ. Ô bà cụ rồi. Bà ơi, bữa nay em ta gửi quà cho bà nè. Bà ôm giùm con đi, nhiều quá không hết. Ôm giùm. Ơi còn nữa nè, còn gạo nữa nè. Quang. Rồi ok. Rồi đây túi gạo nữa cả nhà. Nhiều quá cho bà cụ giùm xách bớt nha. Ơi đây đi vô nhà. Rồi đi. Cũng được rồi. Mua Phật. Có cái nhà ở là thấy ổn rồi ha. Ổn rồi á. Ra cô ơi, sạch cái nhà này rồi. Rồi. Đi tránh con nha. Đây đại nãy em nhà đại ơi. Đây. Đây. Xách giùm. Bữa nay được nhà nước ta cũng tặng cho bà ngôi nhà này, cũng có chỗ ở ổn định nha cả nhà. Giùm thiệt hay vậy không chưa? Xin bằng nữa thầy. Em cũng xin chân thành cảm ơn cả nhà nha, đã xem video ủng hộ em. Hôm nay được sự giúp đỡ của chị Ánh Tiết Nguyễn. Chị Ánh Tiết Nguyễn cũng có kênh
vô trong kênh của Út Sinh TV thấy hoàn cảnh của bà cụ Đặng Thị Sống này, bà cũng rất là khó khăn, cho nên chỉ cũng có một phần quà để gửi tặng cho bà. Đây em cũng mua gồm có đường, nước tương, em mua loại ngon không nghe cả nhà, quà hạt nêm cà no nè, rồi bột ngọt, đường, bột ngọt, nước tương, rồi trao cho bà với một thùng mì với một túi gạo này cũng em mua gạo ngon luôn nghe chị em tiếp. Rồi tổng cộng cái phần quà này là 400k, còn dư lại 100k em gửi cho bà luôn nghe chị em tiếp ơi. Em cũng cảm ơn chị, rồi bà cụ cảm ơn chị em tiếp nữa đi. Bị bánh xe bể em dẫn mấy cây số luôn á, đi mới tới có chỗ giá xe. Bữa nay đi gặp hai cái đám tang, nhưng mà mình nói chắc gặp đám tang nó hơn, mà nó không hơn, nó xui bể bánh xe đi hai tiệm đóng cửa hết, dẫn đi quá xa luôn. Rồi vậy con về nghe bà ơi, chúc bà nhiều sức khỏe. Em cũng cảm ơn hết tất cả anh chị em đã theo dõi kênh của Út Sinh TV. Em chúc cả nhà mình lúc nào cũng nhiều sức khỏe và nhiều niềm vui hạnh phúc và sự thành công trong tốt đẹp trong cuộc sống. Cả nhà xem video đừng quên cho em xin một like và một đăng ký, một chia sẻ để kênh của em được ngày càng phát triển hơn. Mọi sự khó khăn cần giúp đỡ cả nhà liên hệ qua số điện thoại 0383735235. Em cảm ơn cả nhà nha.